우리 한국 축구엔 여러분들이 잘 모르는 전설적인 감독이 한 명 있습니다. 바로 15년째 한국 여자 축구의 모든 연령대를 맡았던 김은정 감독이죠. 그녀는 부상으로 인해 대학 졸업과 동시에 은퇴했던 불운의 선수였지만 이후 1세대 여성 축구 지도자로 활약하며 2022년에 U17 감독을 맡게 되었습니다. 그동안 U17 아시안컵은 2005년에 창설했던 역사 아래 일본과 북한이 지배해오던 악명 높은 대회로 굉장히 유명한데 월드컵 진출을 위해선 이번 아시안컵 승리가 간절했던 상황입니다. 6년 만에 월드컵을 노리는 김 감독은 과연 어떤 기적을 보여줬을까요? 1-0 dành cho U17 nữ Hàn Quốc. Một sự hiệu quả khi mà ngày hôm nay Casifea được huấn luyện viên Kim Hyun-sung sử dụng ngay từ đầu. Quân được kèm một đường truyền sau khi nhận được một đường tình huống tạm tế má ngoài rất hay của Simon Zeo. Một pha dứt điểm bóng đi rất nhẹ của cầu mà Trung Quốc họ đang đá thì Jae đang chơi cao nhất trên hàng công của Trung Quốc. Cơ hội không được. Đồng. Người đã có được hai bàn dành cho Trung Quốc tại vòng chung kết năm nay, Lee Soo Han. Lee Soo Han, come on! Một cơ hội rất ngon ngang dành cho Trung Quốc để cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Một lần nữa Lee Soo Han, Casifea, Casifea. Cứ bên trong của đội trưởng Hwang Soo-eun, rất hay, cơ hội không được. Và nếu như các đối thủ khi chạm trán được Liu Xingwen hay là những người có thể chơi trên hàng công như là Xiao Jiwei, Zhao Zuxin, Yuan Jiazi chưa được. Tiếp tục là một pha dứt điểm. Đó là một chủ đích để giải quyết tình huống nhiều hơn. Đến từ Wang Dantong. Wang Zuiwen, một pha tự làm khó mình của Wang Zuiwen. Rất hay cơ hội. Zhao Kekan, Zhao Kekan. Tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho Trung Quốc. Sau đó thì đã có tiếng còi của trọng tài Sujino rồi. Một thủ đúng mà trọng tài xác định là lỗi của Sang Kekan với thủ thành Woo Soo-min. Thủ thành má số 1 của Hàn Quốc cũng đã rất dũng cảm trong việc lao ra. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại hiệp đấu được. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp đấu thứ hai của trọng tài Sujido cũng đã được vang lên. 19 này xuất hiện. Chính xác hơn đó không phải là cú đá của Saji Fan mà là pha ra chân của Liu Jeju. Yoshinji, Yoshinji, không được. Tiếp tục là tạt nữa đến từ Trung Quốc, đã đâu khá nguy hiểm. Ở hiệp đấu thứ nhất thì thời lượng kỹ số bóng trung bình của Trung Quốc là tầm khoảng sau đó được Semizel chưa rõ ý đồ và đường truyền của Lee Jae-ju cũng quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của đối phương. Susa bên trong vòng cấm của Hàn Quốc thì chưa có và đường truyền của Lee Jae-ju cũng quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của đối phương. Susa khi mà hai cầu thủ vào sân thì sẽ đá chắn vào các vị trí trước. Mizoji hay
Lưu Jeju. Đá bóng của Wu Shubin, cơ hội. Không được. Lộ ra nhiều pha trống hơn, ở họ sẽ lớn hơn Wu Jie. Rất hay. Phía bên trong của Sake Khan, cơ hội. Cú sút. Vào. Đó là Dong Zhujie. Và một đều dành cho Trung Quốc ở trong trận đấu tranh hạng ba ngày hôm nay. Rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những pha dứt điểm và cũng rất nhiều những sự thay đổi người đã được tạo ra. Là Hàn Quốc về phía đối thủ của mình, một sai lầm, cơ hội. Kashifa, Kashifa. Tiếp tục là Kashifa. Hai một, quá nhanh, quá nguy hiểm dành cho Hàn Quốc. Và đây là cú đúp của Kashifa. Một sai lầm thật sự là đáng một món quà dành cho Kashifa để giúp cho số 19 hoàn thành được cú đúp của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một sai lầm rất sơ đẳng của Lin Jusa. Ladies and gentlemen, the final score is 9 for the Republic of Korea.